Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 18, ba vũ hồn dung hợp thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hoác Vũ Hạo đưa ngón tay lên môi mình ý bảo hắn im lặng đi. Người nói nhỏ một chút coi, sợ người ta không biết hả, đây là bí mật lớn nhất của ta, mọi thứ nói hết cho người rồi đấy. Những lời của Hoác Vũ Hạo không hẳn là nói dối, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là sự thật. Dù sao, nếu nói thật hắn có một bách vạn niên hồn hoàn thì quá là dọa người đi. Nói linh hồn của mình có khả năng công kích cũng đâu có gì là sai, hắn biết, sau này nếu muốn học tập ở học viện Sử Lai Khắc này thì còn phải trả qua vô vàn kỳ sát hạch nữa, xế hát nhẹ ẩn dấu hoài sao, hắn làm sao có cái khả năng ấy được, nghĩ thế hắn không khỏi thở phào một hơi. Vẻ mặt Vương Đông đầy sự khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. "Vũ hồn của ngươi biến thái quá đi, kỹ năng mà cũng có thể tự tiến hóa." Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói. "Cái này có gì lạ đâu?" vũ hồn quang minh nữ thần điệp của ngươi chả phải trời sinh có khả năng bay lượn sao còn có thể nương theo tu vi mà phát triển nữa loại năng lực này cứ xem như là bản năng của vũ hồn đi vương đông suy nghĩ một lát rồi nói không không giống đúng là năng lực phi hành của vũ hồn quang minh nữ thần điệp có thể xếp vào dạng bản năng vũ hồn nhưng cái công kích tinh thần kia của ngươi thì không phải vì nó còn phải tiếp xúc với tử cực ma đồng mới sinh ra biến hóa nói cách khác vũ hồn bản thể của ngươi linh mâu ấy nó là một dạng vũ hồn biến dị bản thân nó đã có khả năng tiến hóa rồi điểm này vũ hồn của ta không thể so sánh được không chừng sau này nó còn có thể biến hóa ra một vài kỹ năng biến thái khác nữa hoắc vũ hạo cười ha ha nói thật ra đấy cũng có phải kỹ năng gì đâu nói chính xác thì vũ hồn linh mâu của ta liên tục gia tăng tinh thần lực rồi ta dùng tinh thần lực đấy để kết hợp tử cực ma đồng và lực phụ trợ của linh mâu lại với nhau mới có thể sử dụng vương đông gật đầu nói nghe ngươi nói thế thì ta hiểu rồi giống như ngươi dùng hồn lực tinh luyện hoặc dồn nén lại rồi phóng ra có điều tinh thần lực bình thường vô hình vô dạng muốn sử dụng đã khó vô cùng rồi không ngờ ngươi có thể làm được lại còn sử dụng nó một cách thần kỳ như thế sau khi nghi vấn trong lòng đã tìm được lời giải đáp đôi mắt vương đông liền lộ ra vẻ thoải mái tâm trạng của hắn nhanh chóng vui vẻ trở lại vũ hạo vũ hồn xung hợp kỹ của cặp đôi song sinh kia thật lợi hại nếu bọn họ mà có ba hồn hoàn thì hôm nay chúng ta tiêu đời là cái chắc. Vũ hồn dung hợp kỹ tuy không thể kéo dài, nhưng nguyên lực rất kinh khủng, có thể gọi đấy là kỹ năng cao cấp nhất của hồn sư A. À. Sau này hồn lực của hai cô gái kia càng lên cao, thì càng có thể duy trì vũ hồn dung hợp kỹ lâu hơn, khi đối kháng với những hồn sư đồng cấp, khó mà có người chống đỡ nổi, phải chi chúng ta cũng có kỹ năng ấy thì tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo bật cười nói. Thôi đừng có mơ nữa, làm gì tự dưng có chuyện tốt đến thế, ta nhớ lão sư đã từng dành vũ hồn xung hợp kỹ đòi hỏi vũ hồn của hai hồn sư phải cực kỳ phù hợp và một vài điều kiện đặc thù nữa thế nên nó mới cực kỳ hiếm thấy khi hai người này đến gần nhau nhất định sẽ có cảm ứng chúng ta ở chung ba tháng rồi ngươi từng có cảm giác gì kỳ lạ sao ta thì không rồi đó thật bất ngờ vương đông sau khi nghe hắn nói xong lại im lặng không phản bác lại vẻ mặt còn như đang suy nghĩ cái gì đó thoáng sau còn hơi ửng hồng ngươi sao thế hoắc vũ hạo tò mò hỏi vương đông dường như đã hạ quyết tâm hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hoác vũ hạo với ánh mắt kỳ lạ rồi nghiêm túc nói một câu khiến hoác vũ hạo rất mình bí mật về vũ hồn của ngươi ngươi cũng nói luôn với ta rồi giờ ta còn giấu ngươi nữa thì cũng không phải đạo thật ra ta vẫn chưa bộc lộ thực lực thật sự của mình bao gồm luôn cả khí tức hả hoác vũ hạo thật sự bị choáng thực lực vương đông mạnh mẽ đến thế mà còn bảo vẫn còn che giấu thực lực suốt mười trận đấu kia hồn kỹ thứ hai của hắn chỉ sử dụng có một lần mà cũng chả có ai nhìn được rõ nó là cái dạng gì nữa trời ơi đúng là biến thái mà vương đông nói tiếp tuy ngươi không cảm thấy gì kỳ lạ từ khí tức của ta nhưng ta lần đầu tiên thấy ngươi sử dụng tinh thần tham chắc cộng hưởng đã cảm thấy điều này rồi đa phần khí tức của ta đều bị ta áp chế lại không cho phát ra bên ngoài chỉ khi ta với ngươi tiếp xúc gần nhau mới có thể cảm nhận được ngươi có muốn thử không tiếp xúc gần nhau là như thế nào hoác vũ hạo ngây ngô hỏi Vương Đông tức giận mắng. Đồ đần, ôm một chút không được sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói. À, sao không nói thẳng đi cứ mập mờ ai mà hiểu, có cần cười quần áo không? Không cần. Vương Đông hoảng sợ hét lên. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Vậy thì đến đây. Vừa nói hắn vừa giang tay ra như đợi Vương Đông tiến đến ôm lấy mình. Vương Đông ngẩn ngơi ra một lát, rồi cũng để Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mình. Cơ thể cả hai vừa tiếp xúc, hắn liền thoáng cứng đờ cả người vũ hạo ôm lấy vương đông nhưng hắn chỉ coi đây là một cái ôm giữa bạn bè với nhau chuyện này không phải bình thường thôi sao nhưng chẳng hiểu tại sao khi hắn vừa chạm vào vương đông đột nhiên trong lòng sinh một cảm giác quái lạ sau đó trong đầu hắn bất ngờ hiện lên hình ảnh hôm nọ bóng lưng ấy đôi chân kia trước đây hắn cứ tưởng bất cứ hồn sư nào khổ luyện thân thể thì cả người đều rắn chắc như hắn thế mà không ngờ vương đông lại khác hẳn cơ thể hắn mềm mại lạ kỳ hơn nữa từ người hắn tỏa ra một mùi hương tươi mắt hấp dẫn lòng người chiều cao của cả hai không chênh lệch bao nhiêu nên lúc này khuôn mặt hắn đã kể cận chiếc cổ thon dài kia rồi thoáng chốc tinh thần hắn run lên từng cơn một chút bất ngờ bỡ ngỡ trôi đi hắn liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng sao lại thoải mái thế này thế sao vương đông ngập ngừng hỏi hắn cũng không ôm lấy hoác vũ hạo mà chỉ để hắn ôm lấy mình cảm giác của cả hai lúc này đều giống nhau khuôn mặt vương đông lúc này đã đỏ bừng rồi rất được rất thoải mái. Hóc Vũ Hạo hoàn toàn trả lời theo bản năng. Vương Đông nghe hắn trả lời mà ngơ cả người, sau đó tức giận quát. Đồ đần, ta không có hỏi ngươi chuyện đấy, thoải mái cái cóc khô, ta hỏi ngươi có cảm thấy hơi thở của vũ hồn không? Ách, ta quên, ôm thêm chút nữa đi, để ta thử cảm nhận lại. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, xong lại càng ôm chặt hơn. Vương Đông bị hắn siết chặt không khỏi hử nhẹ một tiếng, hắn muốn đẩy tên ngu ngốc kia ra, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng nắm lấy hai bên hông áo của hoác vũ hạo miệng mím chặt cứ như rất là oán ức hoác vũ hạo từ từ đề tụ hồn lực của mình đồng thời cẩn thận cảm nhận khí tức trên cơ thể vương đông bất quá chuyện đầu tiên hắn cảm nhận được lại là mùi hương quyến rũ ban nãy và cơ thể đang cứng đơ của vương đông thoáng mềm mại hơn dần dần hoác vũ hạo cũng cảm nhận được dao động khí tức trên người vương đông khí tức này mang theo hơi thở quang minh nồng đậm nó kích thích từng luồng hồn lực trong cơ thể hắn giúp nó càng vận chuyện nhanh chóng và thoải mái hơn càng làm cho hắn kinh ngạc hơn đó là từ khí tức mang hơi thở quang minh dần dần có thêm loại khí tức mang theo hơi thở sinh mệnh một lúc sau lại xuất hiện thêm một luồng hơi thở trầm ổn nữa chuyện gì thế này khí tức của vương đồng lần lượt xuất hiện đến ba loại mỗi loại mang một màu sắc khác nhau mà cả ba đều lại còn cực kỳ thân thiết với hắn nữa cũng trong lúc này hồn lực của hắn tự động vận chuyển theo chu kỳ huyền thiên công từ lúc nào hắn cũng không biết nữa cái này hai mắt hoắc vũ hạo mở to vì bất ngờ mà vương đông cũng đồng dạng giật mình kinh hãi khi hắn bị hoắc vũ hạo ôm chặt từ người hắn bắt đầu xuất hiện một luồng khí ánh kim sau đó luồng khí đó dần dần chuyển thành màu lam ánh kim sau đó lại thành màu vàng lợt màu sắc biến đổi ba lần dù sao kinh nghiệm của vương đông cũng phong phú hơn hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo chỉ im lặng cảm nhận biến hóa trên người vương đông còn hắn thì lại chăm chú quan sát từng điểm trên khắp cơ thể của vũ hạo hắn phát hiện luồng ánh sáng xuất hiện đầu tiên có màu trắng nhu hòa rất dày sâu như đại dương vậy, khí tức của hắn vừa tiếp xúc với nó lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hơi thở của hắn và Hoắc Vũ Hạo dễ dàng dung hợp một cách thần kỳ. Ngay sau đó, khí tức trên người Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu biến hóa, từ nhu hòa dày đặc trở nên lạnh, giá bốc người. Nó lại vừa vặn dung hợp với khí tức sinh mệnh trên người Vương Đông, một cái là khí tức sinh mệnh từ thiên nhiên, còn cái kia là khí tức sinh mệnh vô tận từ viễn cổ Hàn Băng, cả hai dao động sinh mệnh kết hợp một cách hoàn hảo, khiến hơi thở của cả hai như hòa vào nhau đến khi dòng khí quanh cơ thể vương đông chuyển sang màu vàng lợt thì khí tức trên người hoác vũ hạo chuyển từ màu băng lam sang màu xám cho khí tức màu xám cho này rất nhạt nhưng nó khiến vương đông giật mình khiếp sợ khi phát hiện luồng khí ấy còn mạnh mẽ hơn khí tức màu vàng nhạt trên cơ thể mình gấp mấy chục lần đúng vậy khí tức trên người hoác vũ hạo cũng lần lượt thay đổi ba lần hơn nữa mỗi lần đều kết hợp một cách hoàn mỹ với khí tức trên người vương đông hai tay đang mân mê áo của hoác vũ hạo lúc này cũng dần dần giơ lên vương đông cũng đã ôm chẳng lấy người thiếu niên kia trong lòng hắn cũng chẳng còn chút tạp niệm gì nữa hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm thụ khí tức từ người đối phương ba loại hơi thở vừa kết hợp vừa biến hóa luân phiên khiến hồn lực trong người bọn hắn vô thức vận chuyển càng lúc tốc độ vận chuyển càng tăng lên khiến tốc độ thay đổi của ba loại khí tức cũng phát triển theo những mỏ sắc bất đồng không ngừng xoay quanh thân thể hai người như ẩn như hiện thật ra những mỏ sắc này cũng rất nhợt nhạt khó mà thấy rõ được chỉ khi nào cùng một loại hơi thở mới có thể cảm nhận được thôi Dần dần, cả hai bắt đầu cảm thấy thân thể của người kia đang như muốn dung nhập vào cơ thể mình. Loại cảm giác này thật quá mỹ diệu khiến linh hồn của ca hai tựa hồ cũng muốn bốc hơi theo. Đúng lúc này, từ tinh thần chi hài của Hoác Vũ Hạo xuất hiện một luồng khí mát rượi. Sau đó, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên. Vận khí tốt thế, không thể nào. Giọng nói này suýt chút dọa Hoác Vũ Hạo nhảy dựng lên. Lúc này, hắn mới thanh tình được mở ô tê chút, lại theo bản năng, buông vương đông ra. Giọng nói kia vội vàng mắng mau ôm chặt đồ đần hoác vũ hạo nhất thời lại giơ tay lên ôm chặt theo lệnh hắn hoàn toàn tín nhiệm chủ nhân của giọng nói này bởi vì nó chính là thiên mộng băng tầm đúng vậy thiên mộng băng tầm ngủ say mấy tháng nay lại thức tỉnh vì hoác vũ hạo và vương đông bất quá nó lại im lặng mãi một lúc sau mới nói tiếp từ giờ làm theo lời ca không ngờ trên đời lại có người hoàn toàn hòa hợp được với khí tức của ngươi chuyện này ca cũng không thể hiểu nổi không hiểu nổi à nhưng thôi kệ người có được là tốt rồi đây cũng gọi là một loại kỳ ngộ à người nhất định phải nắm bắt lấy nó sẽ giúp tương lai sau này của hai người rực rỡ vô tận hoắc vũ hạo theo bản năng nghĩ thiên mộng ca ta và vương đông làm sao thế này cái gì là khí thức hoàn toàn phù hợp với ta thiên mộng băng tầm nói nói đơn giản thế này quan hệ của các người hiện giờ cũng giống như quan hệ giữa vợ và chồng vậy hai bên một dương một âm hai loại khí tức cực kỳ phù hợp nhưng lại đại diện cho hai cực âm dương khác nhau sau khi cả hai kết hợp sẽ tạo thành một thân thể bình hòa âm dương như thế hiển nhiên có thể phát ra một sức công kích thật lớn như cái hồn kỹ gì mà hồn sư nhân loại các người hay gọi là vũ hồn dung hợp kỹ ấy loại đó chỉ cần khí tức phù hợp trên 50% là được mà các ngươi bây giờ dung hợp với nhau đạt tỷ lệ đến 100%, đến ca nhìn thấy còn phải khiếp sợ nữa là đây là tam vũ hồn dung hợp, cái này không gọi là kỳ tích được nữa, mà phải là biến thái A. Tam vũ hồn dung hợp. Hoắc vũ hạo ngơ ngác hỏi làm sao được vương đông chỉ có một vũ hồn là quang minh nữ thần điệp a à, ta không phải chỉ có mỗi hai vũ hồn thôi sao hơn nữa vũ hồn thứ hai của ta là gì ta còn chưa biết nữa là thiên mộng băng tầm tức giận nói người ta có mấy vũ hồn là nói hết cho ngươi biết sao nếu là ca ca cũng giấu a à. còn ngươi ngươi có một vũ hồn ca cho ngươi một vũ hồn nữa là hai nhưng ngươi không nhớ quả cầu màu xám lúc ca dung hợp vào cơ thể ngươi không cái tên chết tiệt đó đến giờ ca vẫn không rõ là chui ra từ xó xỉnh nào Ngươi đừng khinh thường hắn nhỏ yếu, ca đã dùng mọi biện pháp rồi vẫn không thể nào cắn nuốt nó được. Nó chắc chắn đã trở thành một loại vũ hồn quỷ dị rồi. Sau này nó phát triển thành cái quái gì đến ca cũng không đoán được. Nó hình như không thể nhận hồn hoàn, nhưng riêng lực lượng của nó đã hết sức khủng bố rồi. Có thể nó không phải là vũ hồn, nhưng đã nảy sinh phản ứng khi người ôm tên tiểu tử này thì cũng tương tự thế thôi. Nếu không làm sao ca lại khiếp sợ như vậy? Hoắc Vũ Hạo kinh hoàng hỏi. Thế, thế vương đông cũng có ba vũ hồn sao thiên mộng băng tầm thản nhiên nói đồ đần đương nhiên là phải rồi người nghĩ một hồn sư song sinh vũ hồn có thể ở cấp 20 đạt được hồn hoàn ngàn năm sao đấy là vì hắn có ba vũ hồn mỗi vũ hồn đều góp phần cải thiện thể chất của hắn nhờ thế ở cấp 20 hắn mới có thể thu nhận được thiên niên hồn hoàn người ngươi đang ôm kia nếu nói theo cách của các ngươi là một siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp Hóc vũ hạo trăm ngàn lần không ngờ vương đông lại có đến ba vũ hồn khó trách hắn tự tin nói với tiêu tiêu nếu hai người một chọi một tiêu tiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn khó trách hắn từng nói trong những hồn sư đồng cấp hắn chưa từng kính phục ai thiên phú hắn tốt đến thế mà nhóc con ngươi giật mình đủ chưa trên lý thuyết ngươi cũng có ba vũ hồn mà hơn nữa vũ hồn đầu tiên của ngươi là ca một bách vạn niên hồn hoàn trước này chưa từng thấy mặc xác cái tên siêu cấp thiên tài kia ta dám chắc khắp cái đấu la đại lục này đố có ai được giống như ngươi ngươi phải tin tưởng bản thân mình chứ hiện giờ có ca ở đây trợ giúp ngươi cái việc dung hợp vũ hồn còn con này dễ như trở bàn tay ngươi cứ chiếm thế chủ động đi rồi thả lòng cơ thể chuyện còn lại để cho ca hắn vừa nói xong một luồng hơi thở mát lạnh nháy mắt chuyển khắp người hoắc vũ hạo lúc này mọi thứ xung quanh giống như hắn đang thi triển tinh thần dò xét vậy hoắc vũ hạo hoàn toàn thấy được từng biến hóa màu sắc trên người vương đông màu ánh kim lam ánh kim vàng lợt ba loại màu luôn phiên sáng lên còn trên người hắn ba màu trắng xanh trắng và xám cũng đồng dạng luôn phiên biến hóa như thế mọi chuyện hoàn toàn đúng theo lời thiên mộng băng tầm nói sự phù hợp của hai người bọn họ thật sự quá khủng bố mỗi khi trên người hoác vũ hạo phát ra luồng sáng màu trắng thì từ người vương đông đồng dạng lóe ra màu ánh kim sau đó đến xanh trắng làm ánh kim xám vàng lợt ba đối ba từng cặp từng cặp hết sức nhịp nhàng bớt quá khi thiên mộng băng tầm bắt đầu hành động thì đôi mắt của nó cũng chuyển sang màu lam hệt như hôm trước ở bờ hồ đối mặt với cô gái áo đỏ vậy nhưng mọi thứ lại có chút khác biệt lần này thiên mộng băng tầm rót hồn lực vào tinh thần thức hải của hoác vũ hạo mà không trực tiếp khống chế cơ thể hắn thiên mộng băng tầm chỉ đứng bên ngoài hướng dẫn từng bước từng bước cho hắn mà thôi dần dần khí tức trên người hoác vũ hạo mạnh mẽ thêm vài phần sau đó trên người vương đông cũng xảy ra trường hợp tương tự điều này cũng là hiển nhiên thôi trong quá trình dung hợp vũ hồn hơi thở một bên phát sinh biến hóa thì người kia cũng đồng thời xuất hiện tình trạng như thế cũng cùng lúc này một luồng dao động tinh thần cường đại từ người hoác vũ hạo phóng thích ra làm cả hai người bị chấn động gần như cùng lúc bị choáng ngã sụp xuống giường của vương đông thiên mộng băng tầm cười hắc hắc giọng nói đầy vẻ xấu xa vang lên hắc hắc vũ hồn xung hợp cũng phân chủ và thứ chiếm chút chủ động được chút tiện nghi mới tốt à ây ra tên nhóc vương đông này không ngờ lại là nếu là thế chút tiện nghi này quá tốt rồi hắc hắc một tia băng lam mỏng như sợi tơ phóng ra từ hai mươi ngón tay của Hóc vũ hạo sau đó quấn quanh cơ thể của hắn và vương đông nếu quan sát kỹ sẽ thấy tất cả những sợi tơ này đều do hồn lực tạo thành hơn nữa hoàn toàn không phải hồn lực của hóc vũ hạo với tu vi của hắn làm sao có thể biến hồn lực thành thực thể cơ chứ dần dần hàng đống sợi tơ kết hợp tạo thành một cái kén thật lớn bao bọc hóc vũ hạo và vương đông thiên mộng băng tầm là ai là tầm thì hiển nhiên phải kết kén đấy là thiên phú vốn có của nó rồi hơi thở của hoác vũ hạo và vương đông lúc này đều tập trung vào bên trong cái kén và vẫn liên tục không ngừng di chuyển và biến hóa giọng nói của thiên mộng băng tạm lại vang lên đầy vẻ khoái chí thành còn lại để bọn chúng tự lo thôi một sự dung hợp hoàn mỹ một trăm phần trăm ba vũ hồn dung hợp với nhau rồi như thế này ta không tin không bức được con rùa rút đầu xám xịt kia ra tên chết tiệt kia giỏi thì ra đây đại chiến với k ba trăm hiệp hừ hừ căn phòng lại một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh trong phòng chỉ còn cái kén màu xanh băng thấp thoáng lóe ra ánh sáng kỳ dị bên ngoài chiếc kén không có một dao động hồ lực nào còn hai người bên trong chiếc kén đã rơi vào giấc ngủ say từ rất lâu rồi thời gian chậm chậm trôi qua hôm nay là ngày đầu tiên hoác vũ hạo không đi bán cá nướng tiêu tiêu đứng bên ngoài đợi hai người lâu thật lâu cũng chưa thấy bọn họ ra khỏi ký túc xá trong nội quy nữ sinh cũng giống như nam sinh không thể tùy tiện vào ký túc xá của người khác phái à cuối cùng nàng đành về ký túc xá của mình nghỉ ngơi thôi đường nhã cũng lôi kéo bối bối đến trước cổng học viện chờ ăn cá nướng của hoác vũ hạo thế mà hoác vũ hạo lại không đến nhưng cả hai cũng không cảm thấy quá kỳ quái dù sao hàng năm sát hạch tân sinh rất là ác liệt mà năm nay lại còn đặc biệt biến thái hơn à hơn nữa bọn hắn còn nghe nói về thành tích của tổ hoác vũ hạo rồi nên lúc này thấy hắn không ra bán bọn họ cứ nghĩ đơn giản vì hắn mệt quá nên nghỉ bán một hôm thôi chờ một chút không thấy đâu bọn họ liền trở về ký túc xá hôm nay không được ăn cá nướng không chỉ hai người bọn họ mà có cả sang năm năm nữa, nàng đến sớm xếp hàng thế mà cuối cùng phải thất vọng mà về. Nhưng tất cả bọn họ, không ai biết, giờ khắc này đối với hoác vũ hạo quan trọng đến mức nào. Bờ hồ, hồ hải thần, đảo giữa hồ. Ở đây, có một người đang đứng với vẻ mặt cung kính, chính là vị lão sư vương ngôn ban nãy vừa giám sát khảo hạch tân sinh. Gần đấy, có một ông lão đầu tóc bù xù, bộ dạng hết sức nhếch nhác, bộ quần áo màu trắng lão mặc giờ đã muốn thành màu nâu rồi đấy là chưa kể còn rách dưới lung tung, đôi chân không mang giày nhúng vào trong hồ hải thần, tay phải cầm một cái hồ lô thật lớn, cái hồ lô có màu đỏ tím, không biết được làm từ gì. Lão kia thỉnh thoảng nhấc bình lên uống một ngụm, mùi rượu nồng nặc tỏa ra tứ phía. Tay còn lại thì cầm một con gà quay, lão cứ một ngụm rượu, một miếng thịt gà. Huyền lão, chuyện là thế, mấy học viên này tuy còn bé, cũng đều là tân sinh, nhưng quả thật đáng để chú ý. Ưm ông lão lôi thôi lách thách gọi là huyền lão kia nuốt miếng thịt gà đang nhai xuống rồi quay đầu sang liếc mắt nhìn vương ngôn khiến người khác giật mình chính là bộ dạng lão có đều thực ra nua nhưng đôi mắt màu đỏ sậm lại sáng người kỳ lạ bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều có cảm giác kinh hồn mất vía bất quá ánh mắt của lão có chút tán loạn thậm chí còn mang vài phần trống rỗng mờ mịt giống như từ nãy giờ chả nghe thấy vương ngôn nói gì vũ hồn bản thể đúng là ý tứ huyền lão thì thào than thở giọng nói hết sức giả nua. Vương ngôn hỏi. Huyền lão, vũ hồn là tóc, có tính là vũ hồn bản thể không? Huyền lão vừa ăn vừa đáp. Có chút dính dáng. Vương ngôn nói. Thế thì có tỉ muội lam tố tố và lam lạc lạc đáng để ngài chú ý. Hai cô bé này còn có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ nữa, nếu vũ hồn ấy có chút dính dáng đến vũ hồn bản thể. Hiển nhiên tương lai của cả hai nhất định sẽ rất mạnh bạn đang xem đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim huyền lão lắc đầu nói tóc không được người nổi tiếng về nghiên cứu lý luận vậy mà hiểu biết về vũ hồn bản thể sao lại kém thế phương ngôn cười khổ nói chỉ vì không có đối tượng để nghiên cứu a à, số người có bản thể vũ hồn ít đến đáng thương bản thể tông thì khỏi phải nói ẩn tàng ở đâu không ai biết được huyền lão cười rộ lên đứng dậy hai chân ướt sũng bước lên bãi cỏ thoải mái nói thế thì để ta dạy ngươi vũ hồn bản thể mạnh yếu thế nào đều tùy thuộc vào bản thể đấy quan trọng với thân thể bao nhiêu càng là bộ phận quan trọng thì bản thể vũ hồn càng mạnh cho nên cái khiến ta động tâm chính là thiếu niên có linh mâu kia tóc không có vẫn có thể mọc lại nhưng mắt thì sao huống chi vũ hồn của hắn lại còn có thuộc tính tinh thần có nghĩa là vũ hồn của hắn không chỉ là mắt mà cả đại não nữa người may mắn lắm mới có thể gặp được người có vũ hồn bản thể cao cấp như thế bất quá ta chắc chắn là vũ hồn bản thể của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh nếu không làm sao đến mức phải dùng thập niên hồn hoàn người đi nói với tiểu ninh những trận thi đấu kế tiếp trong kỳ sát hạch này sẽ đến xem nếu có thể ta sẽ chọn lấy một người dạ màn đêm dần dần buông xuống trong phòng của vương đông và hóc vũ hảo chỉ còn ánh sáng màu lam lập lòe trong bóng tối từ trạng vạn đến khuya khí tức trên người vương đông và hóc vũ hảo không ngừng phát sinh biến hóa hơi thở của cả hai dần dần trộn lẫn vào nhau màu sắc cũng từ từ hòa trộn, thậm chí có một chút hồn lực di chuyển qua lại từ hao cơ thể. Hơn nữa chúng còn di chuyển theo một chu trình quái dị, mà mỗi một khí tức, một màu sắc khác nhau sẽ di chuyển theo một chu kỳ khác nhau. Nếu như là những người khác, muốn bước vào trạng thái dung hợp này ít nhất phải mất 3 ngày, nhưng nhờ sự giúp đỡ của thiên mộng băng tầm mà thời gian rút ngắn đi rất nhiều. Một đêm yên tĩnh cứ thế mà trôi qua. Cái kén màu xanh băng dần dần phai nhả lộ ra mọi thứ bên trong, Hoắc vũ hạo và vương đông vẫn ôm chặt lấy nhau như trước sự biến hóa trên người bọn họ cũng đã biến mất cả hai mặt đối mặt có thể thấy hơi thở của cả hai đều đã rất giống nhau đây là lần đầu tiên từ khi Hoắc vũ hạo và học viện sử lai khắc không thức dậy sớm tu luyện và cũng là lần đầu tiên hắn không đi ăn sáng một lúc sau bên ngoài ký túc xá bắt đầu ồn ào các học viên đã thức dậy và bắt đầu bận rộn đánh răng rửa mặt âm thanh ồn ào bên ngoài khiến vương đông đang trong giấc ngủ say có chút động đậy ư ừ. Vương Đông hừ nhẹ một tiếng, giọng nói còn chút ngáy ngủ, hắn từ từ mở hai mắt, lập tức thấy Hoắc Vũ Hạo đang nằm sát bên mình. Hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó cố xích ra, nhưng lúc này mới phát hiện, mình đang bị Hoắc Vũ Hạo ôm chặt, cơ thể cả hai tiếp xúc với nhau, mơ hồ còn truyền đến một cảm giác ấm áp. Vương Đông chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài rất dài, từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác như thế, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút kinh hoàng. Hoắc Vũ Hạo, tỉnh tỉnh dậy coi hắn nhẹ nhàng dãy ruộng muốn thoát khỏi vòng tay của hoắc vũ hạo nhưng có lẽ vì cả hai ở tư thế này quá lâu rồi nên cơ thể có chút đơ cứng đừng nói tay hoắc vũ hạo tay hắn muốn rút lại cũng có chút khó khăn a hoắc vũ hạo cuối cùng cũng thức dậy hắn liếc mắt liền thấy vương đông đang nằm bên cạnh hai người nằm sát một bên vương đông mà không ngờ đầu ra sau là hai mũi của bọn họ chạm vào nhau rồi người nằm gần ta thế làm gì đấy hoắc vũ hạo ngáy ngủ hỏi hắn vừa nói một luồng hơi nóng liền phả vào mặt vương đông ngươi vương đông giận dữ nói không nên lời quay mặt sang một bên rút hai tay về sau đó xoay người co chân lên hoác vũ hạo ban nãy còn đang mơ màng cũng từ từ tỉnh táo lại bất quá cũng ngay lúc này vương đông làm cho hắn triệt để thanh tỉnh. dầm vương đông thẳng chân đá một cái hoác vũ hạo bịch một tiếng rớt xuống đất ui ra vương đông người làm cái quái gì đấy hoác vũ hạo bị đá xuống đất đau đớn phẫn nộ quát vương đông ngồi dậy chỉnh sửa quần áo của mình rồi giận dữ nói ngươi còn dám hỏi đêm qua sao ngươi chui lên giường ta ngủ hả ách lúc này hoắc vũ hạo mới phát hiện mình vừa từ trên giường vương đông rớt xuống nhất thời ngượng ngùng không biết nói sao trong lòng thầm nghĩ thiên mộng ca thiên mộng ca ngươi hại chết ta rồi ngươi không biết tên kia thích sạch sẽ sao tự dưng cho ta lên đến ngủ làm gì tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố cãi cái này sao hỏi ta ngươi xem không phải ngươi cũng ngủ như thế đấy thôi vương đông tức giận thử một tiếng vừa định nói tiếp đột nhiên một tiếng chuông inh ỏi vang lên dọa hai người chết khiếp chết tiệt đi học nhanh nhanh lên thôi xong muộn rồi hoác vũ hạo luống cuống kéo vương đông chạy nhanh ra ngoài vương đông cũng biết cả hai gặp rắc rối to rồi nên cũng chẳng buồn cãi vào với hoác vũ hạo nữa cả hai chạy như bay ra ngoài bọn hắn không đi ăn sáng cũng chẳng đi đánh răng rửa mặt mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tòa giáo học lâu tính tình chu y như thế nào bọn chúng quá rõ rồi đi học muộn cũng chẳng khác gì tự sát bộ dạng của cả hai đều hết sức nhích nhác vương đông có phần ổn hơn một chút ít nhất ban nãy khi hắn đẩy hoác vũ hạo xuống đất cũng kịp chỉnh sửa lại quần áo còn hoác vũ hạo thì từ trên xuống dưới hết sức lôi thôi lếch thếch áo thì một nửa nhét vào một nửa bay phất thới tóc tai rối bù cúc áo còn đến hai cái chưa cài bất quá cả hai cũng chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện này, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh đến lớp, dù trễ rồi, nhưng như thế ít ra lửa giận của Chu Y sẽ bớt dữ dội hơn. Một phút sau cả hai đã đến trước cửa ban tân sinh lớp 1. Báo cáo. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng trước. Báo cáo. Tiếp sau đó là giọng của Vương Đông, nhưng lời này của hắn không được lớn như Hoắc Vũ Hạo, thậm chí có phần yếu ớt, hắn núp phía sau Hoắc Vũ Hạo lén nhìn phía trước, ánh mắt rõ ràng đầy vẻ lo lắng hắn hung hăng nhéo một cái vào hông hoác vũ hạo hoác vũ hạo đau đớn tái cả mặt nhưng thấy chu y từ bục giảng đi về phía hai người bọn họ nên lại nhanh chóng bình thường trở lại các học viên khác đều đã đến đông đủ chu y thấy bộ dạng lôi thôi của hoác vũ hạo liền thoáng có ý cười nhưng hoác vũ hạo đang bị tra tấn sau lưng làm sao phát hiện được hai tên tiểu quỷ sao thành bộ dạng thế này rồi thôi vào đây chu y vẫy tay bảo bọn hắn vào hoác vũ hạo và vương đông vội vàng đi vào vương đông vẫn còn tỉnh táo mà xoay người đóng cửa lại tiêu tiêu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bọn họ không khỏi mở to mắt nhìn khoái miệng giật giật nhưng cố gắng không phát ra chút âm thanh gì xem ra có vẻ đang tự hỏi trời ơi hai tên này tối qua làm cái trò gì thế kia lúc này toàn bộ sự chú ý của cả lớp đều đã tập trung vào hai người nhất là vị lớp trưởng quần áo không chỉnh tề kia chú y lạnh lùng hỏi lớp trưởng của ta nói xem các ngươi làm sao thế ách ta xin lỗi chu lão sư chúng ta mới ngủ dậy hoác vũ hạo xấu hổ đáp giờ hắn chỉ còn cách thú nhận tội lỗi còn hình phạt thế nào đành cắn răng mà chịu thôi ngủ gì ngủ với ai lại còn đến giờ mới dậy nữa chu y cười cười đồ một câu Hóc vũ hạo ngần người còn vương đông thì đỏ mặt không ngờ đùa đùa lại trúng phóc rồi cả lớp vẫn im lặng nhưng không đến ba giây sau đã cười vang lên vương đông cúi đầu hắn chỉ mong lúc này có một cái hố chui xuống mà trốn thôi xấu hổ quá xấu hổ rồi lúc này hắn mới phát hiện quần áo không chỉnh tề của tên chết tiệt kia thật sự hắn tức đến độ chỉ muốn quay sang đánh hắn một trận tên ngốc này lại hại ta mất mặt nữa rồi lúc này cả chu y cũng mỉm cười mặc dù bà cười rất khó coi nhưng hoắc vũ hạo có thể khẳng định bà thật sự đang cười chu y khoát tay cả lớp lập tức im lặng bà lên tiếng nói thôi được rồi hai người về chỗ ngồi đi a à, cả vương đông lẫn hoắc vũ hạo đều giật mình ngẩng đầu lên nhìn bà cứ ngỡ vừa nghe nhầm cái gì đó. Chu Y chừng mắt mắng. Sao, ngủ nhiều quá, nên giờ lãng tai luôn rồi à? Hoác Vũ Hạo giật mình kéo Vương Đông mang bộ mặt xám xịt về chỗ ngồi. Bất quá, may mắn cho bọn chúng dù sao, trong lớp chỉ toàn những đứa trẻ 11-12 tuổi, nếu đổi lại ở các lớp trên, gặp các đại tỷ hủ nữ, diễn giải một chút, vấn đề sẽ không còn đơn giản như thế này nữa, chỉ sợ còn náo nhiệt hơn. Chu Y trở về bục giảng, thản nhiên nói. Kỳ sát hạch đã được 3 ngày, kết quả, tối hôm qua đã có. Nghe bà nói thế, tất cả các học viên nhất thời tập trung tinh thần, trong lớp cũng không chỉ riêng tổ của Hoắc Vũ Hạo nắm chắc khả năng thông qua sát hạch. Trên khuôn mặt già nua của Chu Y, lần thứ hai xuất hiện nụ cười. Ta không thể không nói, sự cố gắng của các người đã làm ta nở mày nở mặt, 20 tổ của lớp chúng ta đều thông qua kỳ sát hạch này, ta thực sự rất vui. A a a a. Nhất thời trong lớp vang dội tiếng reo hò vui sướng mà Chu Y cũng không ngăn cản bọn chúng. Bà chỉ mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang vui mừng nhảy nhót mà thôi. Bọn chúng hoàn toàn có tư cách hoan hô ăn mừng à. Tối qua khi thống kê kết quả sát hạch, gần như tất cả các lão sư giám sát đều nhận xét học viên của ban tân sinh lớp 1 đều có sự rào dài đặc biệt trong suốt quá trình sát hạch. Tất cả đều thể hiện ra ý chí kiên cường và sức chiến đấu mạnh mẽ. Là lớp có số lượng tổ đội chuyển bại thành thắng nhiều nhất. Hơn nữa, thành tích của các tổ đều ngang ngang nhau. Đây là lần đầu tiên từ khi Chu Y trở thành lão sư ở học viện Sử Lai khác được học viện khen ngợi công khai, vốn ban đầu lớp của bà có ít học sinh nhất, nhưng sau kỳ sát hạch lại trở thành lớp đông học viên nhất trong 10 lớp tân sinh. Bất luận bình thường Chu Y khó chịu đến mức nào, nhưng hôm nay cũng thật vui vẻ, thế nên khi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến muộn, bà cũng không trừng phạt mà chỉ đùa vài câu rồi bỏ qua. Được rồi, trật tự. Bà để bọn chúng hoan hô một chút rồi mới lên tiếng giữ im lặng. Thông qua kỳ sát hạch này, chỉ có thể đảm bảo các người chắc chắn có thể ở lại học viện trong năm này, nhưng chỉ là năm đầu mà thôi. Nếu tương lai các người không chịu cố gắng thì có lẽ ta cũng không thể nào tiếp tục gặp lại các người nữa. Bây giờ vẫn chưa có gì để phải vui mừng cả. Trong 20 tổ này, có đến 14 tổ vẫn còn phải tiếp tục kỳ sát hạch. Vì các người lọt được vào 64 đội đứng đầu, tất cả còn một đoạn đường dài phía trước nữa. Vòng đấu loại sắp tới mới thực sự là mục tiêu của các người Nghe được lời này, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo mới ngẩng đầu lên trong mắt đầy sự kinh ngạc. Lớp của bọn hắn tổng cộng có 20 tổ, thế mà có đến 14, tổ lọt vào 64 tổ dẫn đầu, có nghĩa là trong vòng đấu loại sắp tới, lớp bọn hắn chiếm đến 1 phần 5 số đội tham gia, ấp đôi số lượng của các lớp khác, thành tích này đáng để kiêu ngạo à. Chú ý nói tiếp, trong kỳ sát hạch vòng tròn này có tổng cộng 6 tổ có thành tích toàn thắng, trong lớp chúng ta có một tổ, ban đầu ta còn định thưởng cho bọn chúng một chút, nhưng mà hôm nay bọn hắn đến muộn, cho nên ưu bù khuyết không thường cũng không phạt. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả lớp, hai người không khỏi khó chịu, cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng lại lập tức ngẩn ngơ. Bởi vì bọn họ phát hiện, hồn lực trong người bất ngờ di chuyển tạo ra một cảm giác thân thiết kỳ lạ, thậm chí còn có ý muốn ôm chầm đối phương. Lúc này, bọn chúng mới nhớ lại chuyện tối qua, tại sao cả hai lại ôm nhau ngủ trên giường. Vương Đông nhỏ giọng nói, "Không phải chúng ta thành công rồi chứ?" Đáp án kia trong lòng hoác vũ hạo còn rõ ràng hơn hắn dù sao hắn đã nói chuyện một lúc với thiên mộng băng tầm a à. nhưng hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài chỉ có điều ánh mắt không ngừng toát ra vẻ sốt ruột có thể lắm để tan học rồi thử lại xem ừ hai người gần như cùng lúc gật đầu nói nhờ cái loại ăn ý này có lẽ sau này chẳng cần dùng tinh thần dò xét cũng biết được người kia muốn làm gì giống như thai song sinh cảm ứng lẫn nhau vậy dầm một tiếng động thật lớn vang lên làm vương đông và hoác vũ hạo bừng tỉnh hai người cùng ngẩng đầu lên trước mặt bọn họ là vẻ mà giận dữ của chu y ách bị tóm rồi hai người ra ngoài chạy bộ cho ta mặc thiết y vào chưa hết giờ học chưa được nghỉ mới làm được chút chuyện đã bài đặt lên mặt oan uổng quá mặc dù trong lòng thầm kêu oan uổng nhưng cả hoác vũ hạo lẫn vương đông đều không dám dây dưa vị chu lão sư này một khi đã quyết thì đừng mơ có thể lay chuyển bọn hắn chỉ biết ôm thương đau ra khỏi phòng học chạy về ký túc xá lấy thiết y chu y nhìn cả hai ủ rũ ra khỏi lớp hừ một tiếng nói các ngươi nhớ kỹ cho ta không cần biết đạt được bao nhiêu thành tích lúc nào cũng phải khiêm tốn một chút kiêu ngạo không những làm mình lạc hậu còn có thể khiến các ngươi mất mạng ngày mai vòng đấu loại chính thức bắt đầu rồi ta sẽ nói sơ lược một vài điểm cần chú ý khi chiến đấu hoác vũ hạo và vương đông không thể nghe được bài giảng này nhưng may mà còn có tiêu tiêu tuy chu y không nói thẳng ra nhưng ý của bà cũng là muốn tiêu tiêu nói lại với bọn hắn. Tất cả đều tại ngươi. Vừa mới rời khỏi giáo học lâu, Phương Đông đã nổi điên, tức giận nói. Hoác Vũ Hạo vẻ mặt oan uổng nói. Chuyện này sao trách ta được, hôm qua chả phải ngươi bảo ta ôm ngươi đấy sao? Ngươi, nói. Gì? Phương Đông nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoác Vũ Hạo. Ách, chúng ta là một nhóm, đoàn kết, phải đoàn kết. Đoàn kết con khỉ ấy, ngươi hại ta bị phạt, ngươi tính sao đây? Vương Đông tức giận nói: "Còn nữa, chuyện hôm qua ngươi ngủ trên giường ta nữa, sao hả?" Phó Vũ Hạo vỗ vỗ vai Vương Đông nói: "Thôi mà, ta với ngươi là huynh đệ bấy lâu nay, chút chuyện nhỏ nhoi này mà tính toán chi, chúng ta nhanh làm xong hình phạt của Chu lão sư đi, không thôi tí bà ấy lại nổi điên lên nữa." Phó Vũ Hạo vừa nói vừa chạy đi khiến Vương Đông ở phía sau ngẩn ngơ cả người, giọng nói của hắn càng lúc càng xa dần, nhưng khi hắn vừa dứt câu, cả hai lại cùng lúc dừng lại. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn xuống tay mình, Phương Đông cũng vậy. Tại sao lại thế? Hai người đồng thanh nói. Trên người hai người bọn họ vừa cùng lúc xuất hiện một chuyện kỳ lạ, không hiểu tại sao khi bọn họ nắm tay nhau tự dưng hồn lực trong người mình lại chuyển sang người đối phương, giống như cả hai đã trở thành một thể thống nhất. Thử lại lần nữa. Hoắc Vũ Hạo buôn bả vai Vương Đông ra, rồi nắm chặt lấy tay hắn. Nháy mắt khi hai tay vừa chạm vào nhau, Hồn lực huyền thiên công trong người Hoắc Vũ Hạo liền từ tay phải của hắn di chuyển sang tay trái của Vương Đông, và ngược lại, hồn lực của cả hai di chuyển qua lại nhanh chóng tạo thành vòng tuần hoàn, tốc độ hồn lực di chuyển có thể nói đã nhanh gấp đôi bình thường. Vương Đông là thiên tài trong thiên tài, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khống chế nó đi, từ từ dẫn nó vào cơ thể ngươi. Vừa nói hắn vừa đưa tay còn lại cho Hoắc Vũ Hạo nắm, hồn lực của hắn không ngừng rót vào cơ thể người kia nhất thời hoắc vũ hạo cảm thấy hồn lực của mình tăng lên với tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tràn ngập toàn thân kinh mạch của hắn được huyền thủy đan cải tạo rồi suốt 3 tháng luyện thể còn được huyền thiên công không ngừng tu bổ hiện nay nó đã sớm mở rộng hơn trước rất nhiều rồi cho nên hồn lực vào rất nhiều mà bản thân hắn vẫn không hề cảm thấy quá mức giữa hai người không biết từ bao giờ đã xuất hiện một sự tâm ý tương thông hoắc vũ hạo lập tức sử dụng tinh thần tham chắc cộng hưởng bao phủ lấy vương đông vương đông nhắm mắt cần nhận cảm nhận sự biến hóa kỳ lạ này nhất thời hắn phát hiện phạm vi dò xét của hoắc vũ hạo tăng lên một cách chóng mặt ban đầu tinh thần dò xét của hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi chừng 60 thước nếu dò xét một hướng thì miễn cưỡng được 100 trăm mét nhưng giờ nhờ hồn lực của vương đông rót vào không cần thu hẹp phạm vi cũng có thể trong nháy mắt tăng lên hơn 100 thước hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau hoắc vũ hạo run rẩy nói vương đông trước giờ ngươi có từng nghe khi thi triển vũ hồn xung hợp kỹ các hồn sư có thể sử dụng hồn lực của đối phương không Vương Đông ngỡ ngàng lắc đầu, lẩm bẩm: Làm sao có thể như thế? Chẳng lẽ hôm qua chúng ta đã thành công? Hoắc Vũ Hạo sốt ruột nói: Tìm một chỗ thử tiếp đi. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên: Hai tên chết tiệt, còn không nhanh đi lấy thiết y, ở đó nắm tay tâm sự cái gì đấy? Do có hiểu nhầm vài chỗ bên mình đã viết sai tên lớp của HVH, từ nay tân sinh nhất ban sẽ đổi thành ban tân sinh lớp 1, những lớp khác cũng đổi tương tự thế các chương cũ mình đang chỉnh sửa. Các bạn đọc chú ý nhé. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.